Ôi, ôi mất mạng rồi. Mất mạng rồi. Candy à? Candy ơi. Candy à, không wifi đi Candy. Để Candy phát cho Candy giàu mà. Rồi ok mọi người xài sáng láng đi. A few moments later. Ô, Candy à, không được nữa rồi. Lại bật rồi. Ồ, chết mẹ, hết pin rồi các bạn ơi. Candy sorry nha. Không sao, hãy sử dụng sắp wifi này đi. À, về cái thiết kế của cái cục này thì các bạn thấy là nó rất giống với lại các cái cục pin dự phòng khác của Xiaomi. Bên dưới là kim loại, mùa đông ở Hà Nội này cầm mát lạnh luôn, rất là tê tái. Và bên trên thì nơi này sẽ làm từ nhựa, giống như những chiếc smartphone các bạn thấy sẽ có phần nhựa và kim loại. Đơn giản là nếu không có phần nhựa này thì nó sẽ không thể phát ra cũng như là bắt wifi. Và các bạn cũng nhận ra là thiết kế chung của các cục phát wifi thị trường chủ yếu là làm từ nhựa là như vậy. Nhưng với cục này của Xiaomi thì các bạn sẽ có thiết kế sang trọng hơn và đẹp hơn. Đây cũng là lý do mà mức giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Tại TCS đang bán cục phát wifi này, mình cho rằng giá là gần như tốt nhất trên thị trường rồi và là hàng mới 100%. Nên anh em mua tại đây là rất yên tâm. TCS chuyên chơi hàng Xiaomi cho mọi người mà. Về cái phần mà quan trọng nhất là nó sẽ đồng thời là một cục pin sạc dự phòng thật, chứ nó không phải đơn thuần là có nhiệm vụ chỉ phát wifi giống như đại đa số các thiết bị còn lại ở trên thị trường. Ở đây thì các bạn sẽ tìm thấy các cái thông báo kết nối này. Nó sẽ có 3 phần, là một là sóng này, cùng cái phần wifi và cũng như là pin. Nó sẽ có 3 màu là màu xanh, vàng, cam và màu đỏ, tương ứng với lại mạnh này, trung bình và cũng như là yếu. Phần sóng này thể hiện việc nó thu phát trên cái sim chúng ta lắp vào. Phần wifi này là phát ra cho các thiết bị khác kết nối và cũng như là phần pin sạc. Ở đây sẽ có một cổng micro USB để các bạn sạc pin cho nó, một đầu ra để sạc cho các thiết bị khác. Thì nó có hỗ trợ Quick Charge 2.0 nên các bạn cắm cho một số smartphone như Galaxy Note 8 thì nó sẽ có hỗ trợ sạc nhanh rất là ok. Có thể nói là con này nó đem lại toàn các tính năng là đáng tiền. Đây là tính nguồn. Thì lưu ý khi các bạn lần đầu tiên lắp sim thì các bạn cần phải tắt cái cục này đi, sau đó các bạn lắp sim vào thì nó mới sử dụng được. Bên cạnh này anh ta sẽ một sợi cáp đi liền luôn. Sợi cáp này làm rất gọn và đẹp để các bạn có thể sạc các sản phẩm khác cho nó nhanh gọn mà không cần thêm cáp. Và nó sẽ có hút nam châm để người ta cho vào cất dễ hơn. Và khi bạn tháo ra thì bên trong này là cái khay đựng nano sim để người ta có thể cho sim vào. Đây là một cái điểm rất là quan trọng đối với những bạn nào mà quan tâm về tốc độ. Trên thị trường hiện tại các cái cục sản phẩm phát wifi có khác biệt một chút về tốc độ. Tuy nhiên đại đa số sẽ có tiêu chuẩn tốc độ tải xuống và lên. Như cục Zmi này sẽ là 150m tải xuống và 50m là tải lên. Đây là wifi chuẩn N 2.4G. Cái mà mình đánh giá cao của cục này đó là pin nó quá khỏe. Thực sự nó rất là vượt trội so với nhiều cục phát wifi khác ở trên thị trường. Các bạn có biết là với dung lượng 10.000 mAh này, chỉ phát wifi nó trụ được khoảng 18 tiếng. Như vậy là các bạn trung bình các bạn sử dụng đến 4-5 ngày. Tất nhiên là chúng ta không phát wifi 24/24 mà các bạn sử dụng ít hơn. Và bên cạnh đấy là nếu mà sạc dự phòng nó sẽ sử dụng được sạc đầy gần 3 lần chiếc iPhone 6 Plus. Đây là một điểm mình đánh giá rất là cao. Và khi mà mình đưa vào thực tế test của tốc độ của nó thì như nào? Sử dụng cái SIM 4G Mobifone thiết bị này mình test thì nó lưu ý là hỗ trợ cả 3G và 4G, nó in luôn cả bên trên này cho các bạn biết. Thì với cái cục Zmi chúng ta sẽ phát được tốc độ test đó là tải lên và xuống là tầm khoảng 32-36m. Và khi mà sử dụng trên SIM điện thoại trực tiếp nó cũng tương tự như vậy. Và khi mà về cái khả năng kết nối từ 8-9 thiết bị khác nhau, tất nhiên là sẽ không bao giờ đạt được tốc độ cao như thế vì nó chỉ hỗ trợ một thiết bị mới tốc độ cao. Còn khi mà các bạn dùng phát ra nhiều thiết bị nó sẽ tốc độ giảm dần xuống. Nhưng quan trọng cái này có một cái hay này, để đề phòng bị bắt wifi chùa thì các bạn sẽ có một phần mềm ở trên smartphone cài trên Android hay là iOS đều được để quản lý. Thì nó quản lý những cái gì? Các bạn thể đổi tên wifi, đổi pass vì nó mặc định sẽ có một cái mật khẩu và cũng như là tài khoản đăng nhập như các bạn thấy là dán tem ở trên đây. Khi bạn cài đặt được ứng dụng thì các bạn thể thay đổi rất là nhanh và các bạn có thể kích ra những cái người mà các bạn không muốn cho truy cập nữa, vân vân và vân vân. Nói chung đây là một điểm mình đánh giá cao của cục này. Nó có một phần mềm hỗ trợ rất tuyệt vời vì nó đến từ của Xiaomi mà Xiaomi nổi tiếng về làm các phần mềm như phụ kiện của mình. Đặc biệt ở đây nó sẽ có cái mã code QR thì các bạn bất kỳ một sản phẩm nào mà có mã code QR các bạn quét cái là đăng nhập được ngay, kể cả iPhone, iOS 11 có hay là tất cả các máy Xiaomi mà các bạn đang sử dụng ấy, cái phần wifi nó sẽ có một cái phần này, các bạn đăng nhập nó rất là nhanh. Và như vậy với nhu cầu hiện tại rất nhiều người đang muốn tìm kiếm mua những cái cục phát wifi vì khi các bạn đi du lịch này, các bạn là đang có 3-4 thiết bị như mình sử dụng lên tới tận 5-6 thiết bị bao gồm cả iPad rồi smartphone cùng lúc thì mình cần một sản phẩm để phát wifi liên tục này, sắp tới là còn đi du lịch nữa. Và đây là một sản phẩm mình đánh giá cao tại vì nó có pin rất là khỏe. Về tốc độ thì khỏi bàn vì hiện tại đại đa số đều sẽ có tiêu chuẩn là chúng ta là 150m khi mà tải xuống và 50m là tải lên. Còn những bạn nào chơi hẳn với gói 4G tốc độ siêu cao ấy mà unlimited, các bạn có thể mua những cái thiết bị phát wifi tốc độ cao hơn nữa. Nhưng với cái này thì chỉ cần khoảng 3-4 thiết bị dùng là rất là ngon và pin khỏe các bạn thì sạc cho cả những cái chiếc smartphone khác khi mà có hỗ trợ chuẩn Quick Charge 2.0, thiết kế làm từ kim loại đẹp và sang trọng thay vì chỉ làm bằng nhựa một cách đơn điệu. Và các bạn đừng quên truy cập vào website bên dưới của TCS để tham khảo giá bán của cái cục phát wifi Zmi này với mức giá rất là hợp lý. Các bạn đang dùng sản phẩm nào khác nữa hãy comment chia sẻ ý kiến bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.